pe. Tê kê cơ kí pè là có đau không? Nó làm bạn đau hả? Giống như là cái chỗ đó bạn bị đau hả? Vậy đó, cái chỗ nào á, giống như ý là cái chỗ chỗ mà bạn bị đau, nó này giống như ý nói là cái chỗ đau á các bạn. Ví dụ là buổi sáng hoặc là buổi trưa bạn vào cái phòng của người già, bạn giúp họ ngồi dậy hoặc là đứng dậy á, thì thấy họ nhăn mặt á, giống như hoặc là họ cái biểu cảm của họ là giống như bị đau á, thì bằng bằng nói cái câu đó các bạn. Và hoặc là khi mà họ không họ cứ cố gắng đứng dậy á, thì bạn nói là ngồi xuống đi, giống như là bị đau thì ngồi xuống đi, không có cần đứng dậy đâu. Thì ví dụ là nói ngồi xuống đi là istu alas, istu alas các bạn ha. Cái này là nói bình thường á, còn mà cái văn nói á, trong cái văn nói hoặc là trong cái vùng miền nào đó nói là istupa alas, istupa alas các bạn ha, istupa alas. Thì trong cái văn nói á các bạn sẽ dùng cái câu thứ hai á, cái câu hay là cái cụm á. Thì nói là ngồi xuống đi, giống như đau thì ngồi xuống đi, không có đừng có cố đứng dậy á, ý là cái câu này nói là ngồi xuống đi á. Thì tùy theo cái tình huống á các bạn, mà các bạn muốn muốn đối thoại á, trong cái cuộc nói chuyện đó như thế nào. Ví dụ hồi nãy mình nói là nếu mà họ đang đứng dậy mà đau á, thì các bạn bảo là họ ngồi xuống, thì các bạn bảo là họ ngồi xuống đi vậy đó. Hoặc là họ ngồi mà họ bị đau á, thì các bạn có thể hỏi họ là bạn có muốn nằm xuống không? Thì trong tiếng Phần Lan là ha lu at ko lai ta ma te, ha lu at ko lai ta ma te. Thì các bạn dùng câu là các bạn cẩn thận ha. Nhiều lúc các bạn ví dụ là quên á, hoặc là nói những cái câu mà trọng trọng á, thì nhiều lúc người ta cảm thấy bạn không có thân thiện, hoặc là bạn bạn không có tốt với họ, các bạn bạn không có hiền với họ, cho nên là cố gắng dùng cái câu cho đúng các bạn ha. Có nhiều cái câu mà các bạn quên á, quên đầu quên đuôi á, nhiều lúc giống như ra lệnh họ thì không có tốt á, cho nên làm họ buồn, hoặc là họ giận, hoặc là họ suy nghĩ không có tốt á. Cho nên cố gắng học câu nào là nó ra cái câu đó các bạn. Nói cái gì á, hoặc làm cái gì á, các bạn phải nhớ cái câu đó. Và tập đi tập lại á, cho quen á. Đến khi nói á, thì nhớ luôn cả cái câu á các bạn. Câu thứ tư là ví dụ hỏi là đau ở đâu vậy? Bạn đau ở đâu? Thì tiếng Phần là mi hin kê kí pè e. Mi hin tê kê kí pè là cái kiểu mà đau ở đâu vậy. Trong tiếng Việt á, nhiều lúc là dịch ra là bạn đau ở đâu, hoặc là cô đau ở đâu, chú đau ở đâu. Nhiều lúc trong tiếng Phần họ không có ghi rõ ra là cái người nào đau á, nhưng mà nhiều lúc dịch ra trong cái tiếng Việt á các bạn, thì có thể là dịch ra bạn đau ở đâu, hay thay vì đau ở đâu, hoặc là đau ở đâu vậy, ví dụ vậy đó. Thì trong tiếng Phần á, thì nghe thì nó êm tai ví dụ vậy, nhưng mà dịch ra trong tiếng Việt á, có thể là không có êm tai, hoặc là cái dòng điệu nữa các bạn. Có những cái câu á, là viết trong tiếng Phần hoặc là trong tiếng Việt nhiều lúc nó khác nhau á, mà mặc dù là cái nghĩa cũng hiểu giống nhau các bạn ha. Cho nên các bạn dịch kiểu sao mà nghe êm tai á thì được, và cái nội dung á, không có thay đổi nhiều á, nhưng mà nó thêm bớt một chút chút gì đó. Giống như trong tiếng Việt nhiều lúc hay dùng là cô chú bác hoặc là em, thì nó nghe nó nhẹ nhàng hơn á. Cho nên tùy cái tình huống á các bạn, và tùy cái cách nói chuyện nữa.
Và cái dịch á, thì mình hay nói đó, giống như là mình dịch đại khái thôi, còn mà dịch sát nghĩa là nhiều lúc nghe nghe trong tiếng Việt nó hơi kỳ kỳ, cho nên là dịch kiểu sao mà cảm thấy là nghe êm tai á các bạn, nhưng mà cái nghĩa nó cũng không có thay đổi á, nó thêm bớt một chút chút nào đó thôi. Ví dụ là bằng bằng đau hả, hoặc là bằng đau à, hoặc là đau chỗ nào, đau thì nói là đau chỗ nào cũng được, nhưng mà nói là đau chỗ nào vậy, thì cái từ vậy đó là nhiều lúc làm cho cái câu nó hay hơn trong tiếng Việt á các bạn, hoặc là trong cái thân thiện hơn, hoặc là cái kiểu gì của đó thì mình không biết, nhưng mà mình cảm thấy là nó hay á. Ha lu at ko sue de lo nas ta hua ne sa vai ha lu at ko men ne rua ka sa lin halu at ko sue de lo nas ta hua ne sa vai halu at ko men ne rua ka sa lin halu at ko sue de lo nas ta hua ne sa vai halu at ko men ne rua ka sa lin. Ví dụ là trong viện dưỡng lão á, mà giờ ăn trưa á, mà các bạn đi đến phòng của họ để mang họ ra cái phòng ăn để ăn trưa, thì họ không có muốn đi, hoặc là họ 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 đau, họ 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 nói họ đau, hoặc là vì cái lý do gì đó, thì các bạn làm trong đó thì các bạn biết á. Thì ví dụ là các bạn nói là bạn muốn ăn trưa trong phòng không, hay là bạn muốn đến phòng ăn, thì mình hỏi như vậy á, giống như tùy người á các bạn, và tùy nơi làm việc á mà các bạn biết á. Giống như là cái này là cái câu hỏi căn bản thôi, còn mà khi mà dùng á, thì các bạn tùy cái trường hợp mà các bạn dùng á. Bởi vì có nhiều trường hợp á, các bạn hỏi câu này thì đương nhiên họ muốn ăn trong phòng hoài luôn, họ không có muốn vận động hoặc là đi ra ngoài phòng ăn, cho nên tùy cái trường hợp và tùy cái người các bạn ha. Cho nên ví dụ các bạn làm việc á, thì các bạn thấy à, mình sẽ thuyết phục người này đi ra ngoài phòng ăn ăn, bởi vì họ không có đau đớn, họ hoặc họ không có gì cả, nhưng mà họ không có muốn thôi, hoặc là họ không có, họ quen, họ thích ăn trong phòng, ví dụ vậy đó. Thì các bạn sẽ thuyết phục họ đi ra ngoài phòng ăn để mà giống như là có cái giao tiếp, hoặc là có cái vận động á. Cho nên tùy người á các bạn, và tùy hoàn cảnh, và tùy nơi làm việc mà các bạn sẽ thích nghi và dùng cái câu nói, hoặc là giải quyết cái tình hình á, cái tình hình này cho đúng á. Bởi vì có nhiều nhiều khi á, có ông bà già nào đó các bạn không có thể hỏi cái câu này được, hỏi câu này là đương nhiên họ sẽ chọn ở trong phòng như vậy á. Cho nên tùy các bạn, tùy cái tình huống mà các bạn sẽ giải quyết á, hoặc là thuyết phục á họ, hoặc là cũng tùy tình huống mà các bạn hỏi câu này. Ví dụ họ đau đớn quá, họ không có đi ra ngoài được cái hôm đó để ăn, thì các bạn có thể hỏi cái câu này. Bây giờ mình qua cái câu khác ha. Mi ne o tan mit ta rin ya mit tan lem pe si pi an mina o tan mit ta rin ya mit tan lem pe si pi an mina o tan mit ta rin ya mit tan lem pe si pi an. Đó là những cái câu thông dụng trong cái ngành y tế, trong chăm sóc sức khỏe các bạn ha. Mình sẽ chia sẻ thêm những cái chia sẻ khác á, giống như mình xen kẽ, giống như nhiều lúc mình chia sẻ chủ đề này chủ đề kia, nhưng mà mình cũng đang soạn cái chủ đề này, khi nào xong cái gì thì mình chia sẻ cái đó các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn.